Chị Hiền, chào mọi người. Camera nó bị xoay 90 độ. Và mình thả lỏng, thư giãn trong trạng thái nằm ngửa, mắt nhắm lại, thả lỏng hết toàn bộ cơ thể của mình. Và mình giữ trạng thái này thêm một vài giây phút nữa, lắng động lại tâm trí và làm mềm cơ thể của mình. Dừng lại mọi hoạt động của cơ thể và dừng lại mọi suy nghĩ của mình. Hãy tập trung quan sát vào hơi thở. Đưa sự chú tâm quay trở về bên trong của mình trong một vài giây phút nữa. Chậm rãi mình đánh thức cơ thể của mình. Rung lắc nhẹ tay và chân, nghiêng đầu phải, trái và đưa đầu về trung tâm, chân khép lại, tay vươn qua khỏi đầu, hít vào kéo duỗi toàn bộ cơ thể của mình duỗi và thả lỏng cơ thể.
chống chân trái nghiêng người sang bên phải và nâng người mình cùng ngồi lên. Và mình chọn cho mình tư thế ngồi thật thoải mái, thả lỏng hết cơ thể, hít thở một vài hơi nhẹ nhàng. Điều chỉnh lại tư thế ngồi vững chãi, cân bằng. Mình cảm nhận cơ thể của mình giống như là một ngọn núi ha, nó vững chãi và nó hướng đi lên. Và hai con mắt của mình nhắm lại, hít thở một vài hơi chậm rãi. Và trước khi bắt đầu vào buổi tập thì chúng ta tự nhắc bản thân mình, chúng ta sẽ dành trọn 90 phút để tập luyện cho một cơ thể khỏe mạnh và một tâm trí bình an. Và muốn được như vậy, chúng ta hãy đưa cái sự tập trung của mình vào bên trong, cảm nhận từng chút một. Bây giờ hãy cùng nhau chia sẻ âm thanh ôm và chào nhau đầu buổi ạ. Hít vào. Hai tay mình cùng chắp lại trước ngực và cùng chào ôm Namah Shivaya. Thôi chào cả lớp buổi tối và mình cùng bắt đầu vào bài tập luôn ha. Mắt mình nhắm lại và bắt đầu cho bài tập hít thở sâu. Hít vào một hơi sâu, bụng, ngực, vai của mình nâng lên cao. Và thở ra một hơi dài và chậm thả lỏng hết toàn bộ cơ thể của mình. Tiếp tục hít vào một hơi sâu, căng tròn bụng ngực vai của mình lên. Và thở ra dài và chậm. Khi cái hơi thở ra của mình lắng nghe được rõ cái hơi thở ra của mình luôn. Và để tăng cái sự kiểm soát của mình khi hít vào, mình tự đếm 1, 2, 3. Và khi thở ra thì đếm 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cứ tiếp tục như vậy, khi hít vào mình đếm đến 3. Và khi thở ra đếm đến 6. Cảm nhận rõ sự chuyển động của bụng khi hít vào và thở ra. Thêm một vài hơi thở sâu nữa. Và trong quá trình hít thở sâu, hãy nhớ giữ thẳng cái lồng ngực, hãy giữ thẳng cái đốt sống lưng của mình. Và mình quay về hơi thở tự nhiên, chuẩn bị cho bài tập thở luân phiên, tay phải của mình ấn Vishnu đặt lên mũi. Ngón trỏ và ngón giữa co lại và đặt vào lòng bàn tay, xoay cái tay của mình về mũi. Bắt đầu giữ phải, hít trái, 1, 2, 3, 4. Thở phải, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít phải, 1, 2, 3, 4. Thở trái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít trái, 1, 2, 3, 4. Thở phải, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít phải, 1, 2, 3, 4. Thở trái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít trái, 1, 2, 3, 4. Thở phải, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hít phải, 1, 2, 3,
4 và thở trái lần cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình nhẹ nhàng đặt tay về gối, hít thở đều. Hít sâu và thở ra chậm. Và hai tay của mình chà sát vào nhau, cảm nhận hai lòng bàn tay của mình đang dần ấm nóng lên. Khi cảm thấy hai lòng bàn tay đã đủ ấm nóng thì mình co cụm cái lòng bàn tay và đặt về mắt ha. Mình hít thở một hơi sâu. Và một lần nữa mình rời tay, mình chà hai lòng bàn tay của mình vào nhau. Mình cảm nhận cái lòng bàn tay của mình nó đang dần ấm nóng lên. Và mình co cụm lại đặt về mắt. Mở mắt ra để hơi nóng đi vào hai tròng mắt của mình. Và mình rời hai tay đan lại với nhau, duỗi hai tay lên trần nhà, hít vào kéo duỗi cánh tay của mình đi lên và ngước đầu, ngước cổ, ngước cằm của mình đi lên luôn. Hít vào. Thở ra thì hạ cái tay của mình ra sau gáy ha, cúi đầu của mình xuống hướng cằm về ngực và thả lỏng hai cái khuỷu tay khép sát vào hai tay. Tục hít vào, kéo duỗi cánh tay của mình lên cao, ngước đầu cổ cằm của mình đi lên. Và thở ra thì hạ tay ra sau gáy, uốn cong cái phần gáy phía sau. Khép hai cái khuỷu tay, khép sát cái mang tài của mình. Mình vừa khởi động cho vai mà vừa khởi động cho cổ luôn ha. Hít vào, tiếp tục vươn cánh tay của mình đi lên cao. Và thở ra thì hạ tay ra sau gáy, khép hai cái khuỷu tay của mình lại. Chị Thu Nguyễn ơi, chị bật pin cái người làm mẫu á để mình thấy rõ ha. Hít vào, duỗi cánh tay của mình lên cao. Và giữ lại ở đây, hít thở sâu một vài hơi. Dạ, chị thấy cái tên là người làm mẫu á, chị đinh hai lần cho màn hình nó lớn á, mình theo mình tập. Rồi bây giờ thở ra, mình hạ tay ra sau gáy ha, cúi cằm hướng về ngực, thả rơi hai cái khuỷu tay áp sát mang tai, hít thở sâu một vài hơi. Và chậm rãi hít vào, tiếp tục duỗi cánh tay của mình lên cao một lần nữa, kéo dài chắc rút sống lưng. Thở ra thì mình hơi cuộn tròn cái lưng ra sau, duỗi cánh tay về phía trước song song với mặt sàn, duỗi song song cánh tay song song. Hít vào, tiếp tục kéo duỗi cánh tay của mình đi lên một lần nữa. Thở ra thì mình gù cái lưng lại, lưng song song với mặt sàn, rút cái bụng của mình sâu vào. Hai lần nữa, hít vào, mình tiếp tục kéo duỗi cánh tay của mình đi lên, mình cảm nhận cơ thể của mình đưa năng lượng điện lượng đi lên. Thở ra, rút bụng lại, gù lưng và tay song song với mặt sàn. Một lần nữa, hít vào, tiếp tục kéo duỗi lên cao và thở ra, rút bụng, cuộn lưng lại, tay đưa về phía trước, giữ lại 3 hơi thở sâu. Hơi hít vào thì mình cố gắng kéo duỗi cánh tay ra xa, thở ra thì thả lỏng cơ thể. Và chậm rãi hạ tay của mình về sàn, duỗi hai chân ra phía trước, lắc đều chân của mình. Đúng rồi, mình lắc lắc đều hai cái bàn chân và mình duỗi mũi chân ra nào, duỗi cái mũi chân và sang cơ đẩy gót chân. Tiếp tục duỗi mũi chân và sang cơ bắp đùi đẩy gót chân. Rồi mình co gối lại, hai tay ôm đùi của mình và thực hiện lăn lưng ha. Thở ra thì mình bật chân qua đầu, hít vào thì nâng lên. Tiếp tục thở thì chân qua đầu, hít vào lên, rất tốt ha. Mình cố gắng mình bật mạnh nhất có thể. Mình tiếp năng lượng cho cái phần các cơ ở phía sau, phía sau lưng của mình, hai cái dãy cơ lưng của mình. Cảm nhận khi cái lưng nó chạm sàn thì hai dãy cơ lưng nó cũng chạm sàn. Và hai lần nữa ạ, thở ra thì chân qua đầu, hít vào lên. Và lần cuối cùng, thở ra chân qua đầu, hít vào lên. Và mình đứng lên luôn ạ. Rồi bây giờ trong tư thế này, hai chân của mình tách rộng bằng mép thảm. Chân tách rộng bằng mép thảm. Đúng rồi. Hai tay của mình bắt đầu đan lại với nhau, duỗi hai tay lên trên trần nhà, ngước đầu ngước cằm của mình nhìn lên, hít vào. Thở ra thì mình đẩy mông ra sau, lưng song song với mặt sàn.
Đúng rồi. Đưa lực về phía mũi chân của mình. Hít vào, nâng người lên, kéo duỗi cột sống đi lên. Thở ra, đẩy mông ra sau, lưng song song. Hôm nay mình sẽ tập về thăng bằng ha, nên các bạn để ý thăng bằng bây giờ trên hai bàn chân của mình. Hít vào, nâng cột sống đi lên một lần nữa. Thở ra, đẩy mông gập về trước, lưng song song, giữ lại ở đây 3 hơi thở sâu. Rút bụng lại nhiều hơn, săn cơ đùi và hơi nhoài người về phía trước cho lực hướng về phía mũi chân. 3, 2, 1 và hít vào, nâng người đi lên, hai tay kéo duỗi lên cao. Và thở ra thì xoay hết hai chân sang bên phải, gập sang bên phải, xoay hết hai cái mũi chân của mình sang bên phải. Đúng rồi, gập lưng song song với mặt sàn. Đúng rồi. Lần hai, hít vào, nâng thẳng lưng lên, thở tiếp tục gập sang bên phải. Hai cái mũi chân của mình là đều hướng sang phải ha. Đó, đúng rồi, mình nhìn vào người làm mẫu ha. Tiếp tục hít vào, nâng lên và thở ra, rút bụng lại, gập lưng song song với mặt sàn. 3, 2, 1, giữ lưng như vậy, vòng tay ra sau, đan lại thành nắm đấm. Hít vào, thở ra thì gập sâu người hơn nữa, kéo nắm đấm của mình lên trên cao. Và lưu ý lực của chúng ta hướng về phía mũi chân, săn hai phần cơ đùi của mình lại, thả lỏng đỉnh đầu. Hít vào, nâng lên và thở ra, xoay hết hai chân của mình sang bên trái. Hai tay vươn lên trên cao, kéo duỗi cột sống của mình. Hít vào, thở ra, lưng song song với mặt sàn. Đẩy cái mông của mình ra sau, săn hai cơ đùi. Rướn cái phần ngực của mình ra phía trước. Hít vào, nâng lên. Thở ra, lưng song song lần thứ hai. Ngọc ơi, em tách cái chân rộng ra một chút nữa cho dễ gập ha. Và lần cuối cùng, hít vào, nâng lên. Thở ra, lưng song song với sàn. Lần cuối giữ lại. Săn hai cái bắp đùi của mình, rút cơ bụng, kéo duỗi cột sống. Vòng tay ra sau, đan lại thành nắm đấm. Hít vào, thở, gập người, thả lỏng đỉnh đầu, nắm tay qua đầu. Đúng rồi, mình sẽ thấy cái gối, cái chân bên trái của mình nó sẽ hơi căng ha. 3, 2, 1, rồi hít vào, nâng người lên và xoay hai cái mũi chân về phía trước, xoay hai cái mũi chân về phía trước. Hai tay dang ngang. Hai tay dang ngang, đúng rồi chị. À, chị Hiền ơi, tách chân rộng ra một chút xíu nữa. Đúng rồi. Và hít vào, thở ra, lưng song song với mặt sàn, đẩy mông ra sau. Đúng rồi. Lần hai, hít, nâng người lên, mở lồng ngực, di chuyển chậm nha. Thở ra, tiếp tục, lưng song song với mặt sàn. Rất tốt ha. Đúng rồi, mọi người đang nghe chị Gina ơi, cho lưng thấp hơn một xíu nữa, lưng thấp hơn một xíu, đúng rồi. Và lần cuối hít vào, nâng lưng lên, thở ra, tiếp tục lưng song song với mặt sàn. Cánh tay của chúng ta đang rất là mỏi, bây giờ vòng tay ra sau, đan thành nắm đấm. Hít vào, thở ra thì thả lỏng đỉnh đầu, gập bụng sâu hơn. Vừa phải thôi ạ, à, vừa thôi, không cần phải gập sâu quá ha, bởi vì mình chỉ mới có khởi động. Và hít vào, nâng người lên, thở ra, thả lỏng tay và mình quay về phía đầu thảm của mình. Quay về phía đầu thảm, hai chân khép sát lại. Chào mặt trời, bắt đầu hít vào, thở tay chắp trước ngực. Hít vào, vươn tay lên cao, kéo duỗi mặt trước của mình.
Thở ra, rút bụng gập lưng về phía trước, đứng gập thân. Hít chân phải ra sau, hạ gối, nâng lồng ngực. Đúng rồi. Giữ hơi chân trái ra sau, chống đẩy. Vai qua khỏi cái cổ tay thì càng tốt ha. Ok, thở hạ gối ngực trầm hoặc trán chạm sàn. Hít vào duỗi chân hạ bụng rắn hổ mang. Thở ra chống mũi chân đẩy hông lên cao chữ V ngược hạ gót chân. Chân phải hít lên giữa hai tay hạ gối nâng lồng ngực. Thở chân trái lên cạnh phải đứng gập. Tay ngang đầu hít duỗi cột sống vươn người lên trên cao và hơi ngả lưng ra sau, đẩy cái mông về phía trước không ơi. Đúng rồi. Ông ơi, chị Duyên ơi, đẩy mông về phía trước hả? Và thở ra tay chắp trước ngực. Hít vào tay vươn lên trên cao, mở cái lồng ngực ra, đẩy cái mông về trước luôn chị Hiền ơi. Thở ra gập về trước, tay chạm sàn. Chân trái hít ra sau, hạ gối, nâng lồng ngực. Đúng rồi, và nín thở chân phải ra sau, chống đẩy săn cơ thể của mình. Rất tốt ha, chị mình đẩy cái vai, đẩy cái mông lên một chút xíu nè. Và thở ra hạ gối ngực cầm hoặc trán chạm sàn. Hít vào rắn hổ mang. Đúng rồi, Ngọc ơi hạ cái khuỷu tay của mình xuống em, co cái khuỷu tay lại. Đúng rồi, thở chống mũi chân đẩy hông lên trên cao chữ V ngược hạ gót. Chân trái hít lên giữa hai tay hạ gối nâng lồng ngực. Thở ra chân phải lên. Tay ngang đầu hít duỗi cột sống vươn người lên cao mở lồng ngực ngã lưng sau. Thở tay thả lỏng. Vòng 2, hít vào, thở tay chắp lại, hít tay vươn lên trên cao, mở lồng ngực, săn cơ đùi, cơ bụng, thở ra, gập người về trước, đứng gập, hít chân phải bước sau, hạ gối, nâng lồng ngực, nín thở chân trái bước sau, chống đẩy. Thở ra hạ gối ngực trán chạm sàn, cố gắng cái trán mình chạm nha. Hít vào duỗi chân hạ bụng nâng lồng ngực lên. Đúng rồi, săn cái cơ bụng lại. Thở chống mũi chân đẩy hông lên trên cao chữ V ngược. Chân phải hít lên giữa hai tay hạ gối nâng lồng ngực. Chân trái lên đứng gập. Hít vào duỗi cánh tay vươn người lên trên cao săn cơ đùi cơ bụng ngã lên sau chị Hiền đẩy mông mà chị Hiền chị Thu đẩy mông về trước và thở tay chắp trước ngực. Hít vào tay vươn lên trên cao mở lồng ngực. Thở ra gập người về trước tay chạm sàn. Chân trái hít ra sau hạ gối nâng ngực. Giữ hơi chân phải bước sau, chống đẩy, đẩy cái vai qua khỏi cổ tay luôn nha các bạn. Thở ra gối ngực cầm hoặc trán. Hít vào nâng lên rắn hổ mang. Thở chống mũi chân hông lên trên cao chữ V ngược. Chân trái lên giữa hai tay hạ gối nâng lồng ngực. Và thở ra chân phải bước lên. Tay ngang đầu hít duỗi cánh tay vươn lên trên cao mở lồng ngực. Thở ra tay chắp lại trước ngực. Hít vào tay vươn lên trên cao mở lồng ngực. Thở ra gập về trước tay chạm sàn. Chân trái hít ra sau hạ gối nâng lồng ngực.
Giữ hơi chân phải ra sau, chống đẩy. Thở ra gối ngực trầm hoặc trán chạm sàn. Hít vào rắn hổ mang. Thở ra chữ về ngược. Chân trái hít lên giữa hai tay, hạ gối nâng lồng ngực. Chân phải lên cạnh đứng gập thân. Tay ngang đầu hít duỗi cánh tay lên cao, mở lồng ngực. Và thở ra thả lỏng hai tay. Vòng ba hít vào, thở tay chắp lại. Hít tay vươn lên trên cao. Thở ra gập người về phía trước. Bây giờ giữ ở đó, chân phải của mình đá lên trên cao, đứng gập thân một chân. Đúng rồi, mình nâng lên theo khả năng của mình. Và lực ở chân phía trước hướng về phía mũi chân, rút bụng lại. Chậm rãi hạ chân phải ra sau. Hạ chân phải ra sau, hạ gối, nâng lồng ngực. Và chống tay xuống sàn, chân trái rút ra sau, chống đẩy. Ở trong tư thế chống đẩy, nhấc chân phải của mình lên, chống đẩy một chân. Đúng rồi, chống đẩy một chân đó chị Gina ơi. Mình đang chống đẩy ha. Chị Thu ơi, đang chống đẩy chứ không phải về ngược. Đúng rồi, nâng nhẹ thôi. Và hạ chân xuống, hạ gối, hạ ngực, hạ cầm. Hít vào nâng người lên rắn hổ mang. Đúng rồi, thở ra chống mũi chân đẩy hông lên trên cao. Chữ V ngược. Và chữ V ngược đá chân phải của mình lên trên cao giữ lại. Chữ V một chân. Mình thực hiện cái chuỗi một chân này để tập cái sự thăng bằng. Và rút chân phải về giữa hai tay, hạ gối, nâng lồng ngực. Thở ra bật chân trái của mình lên, đứng gập thân một chân nè, bật lên đá nó lên cao, đứng gập thân một chân. Rồi thở ra hạ chân trái của mình cạnh chân phải. Hít vào tay ngang đầu, nâng lồng ngực đi lên, mở cái lồng ngực. Đúng rồi. Và thở tay chắp trước ngực. Hít vào tay vươn lên trên cao, mở lồng ngực. Thở ra gập về phía trước, tay chạm sàn. Chân trái của mình đá lên trên cao, đứng gập thân một chân. Đúng rồi, rất tốt lắm mình ơi. Và hạ chân trái ra sau, hạ gối, nâng lồng ngực. Đúng rồi. Và giữ hơi chân phải bước sau, chống đẩy. Đúng rồi, nhấc chân trái của mình lên, chống đẩy một chân, nhấc nhẹ thôi ha, nhấc nhẹ thôi. Và hạ chân trái, hạ gối, ngực, cằm hoặc trán chạm sàn. Hít vào, nâng lên rắn hổ mang. Cao ngực lên một chút chị Tiên Tiên ơi. Đúng rồi, thở ra chống mũi chân đẩy hông lên cao, chữ V ngược. Và chữ V ngược một chân đá chân trái của mình lên trên cao. Và mình nhớ ha, chỉ còn lực ở một chân và hai tay cho mình, nên phải mình phải chia đều lực và rút cái bụng sâu vào. Bước chân trái về giữa hai tay, hạ gối, nâng lồng ngực. Đúng rồi. Và thở ra bật chân phải của mình lên, đứng gập thân một chân luôn các bạn. Đúng rồi. Rồi cái hông của mình úp xuống một chút chị Gina. Đúng rồi, mình săn cơ đùi lại bằng tiên rồi. Rồi tốt chị Thủy, tốt ha. Và thở hạ chân phải của mình xuống, đứng gập thân. Hít vào tay vươn lên trên cao, mở lồng ngực. Thở ra hạ tay thả lỏng. Vòng 4 bắt đầu, hít vào, thở tay chắp lại. Hít vào tay vươn lên trên cao, mở ngực. Thở ra gập về trước, tay chạm sàn. Đúng rồi.
Chân phải hít vào tiếp tục đá lên trên cao. Mình đi di chuyển nhanh không có giữ lâu ha. Rồi bước chân phải ra sau, hạ gối, nâng lồng ngực. Và mình rời hai tay của mình vươn lên trên cao. Hai tay mình chắp lại, hạ sâu cái phần khớp hông của mình xuống. Đúng rồi. Và bây giờ nhón cái gót chân ở phía trước lên một chút xíu nếu được ha. Tiếp tục thăng bằng trên mũi chân. Cái gót chân phía trước, đúng rồi, hạ gót chân của mình xuống. Hạ tay chạm sàn. Chân trái bước sau, chống đẩy. Đúng rồi. Và tiếp tục chống đẩy nhấc cái chân phải của mình lên thấp thôi. Hạ chân, hạ gối, hạ ngực, hạ trán chạm sàn. Hít vào duỗi chân, hạ bụng, nâng lồng ngực rắn. Rời hai bàn tay của rắn cách 5 cm. Rời hai bàn tay, xăng cơ đùi của mình lại. Xăng hai cái chân khép sát lại với nhau các bạn. Chống bàn tay xuống sàn, chống mũi chân, đẩy hông lên trên cao, chữ V ngược. Chữ V ngược một tay, rời một tay của mình xuôi theo thân, hướng cái bàn tay về phía mông. Hướng một bàn tay của mình, rời một bàn tay nè, duỗi cái bàn tay về phía mông á, duỗi thẳng ra phía sau mông. Đúng rồi, rất tốt. Rồi hạ tay của mình xuống, rút chân phải về giữa hai tay, hạ gối, nâng lồng ngực. Rời hai tay của mình vươn lên trên cao, tay chắp lại. Ấn sâu cái hông của mình xuống ha, chắc cái cơ đùi ở phía sau và phía trước, nhón cái gót chân ở phía trước của mình lên nếu được nha các bạn, nếu được. Và hạ gót chân xuống, tay đặt cạnh sàn, chân trái bước lên, đứng gập thân. Đứng gập thân luôn ạ. Hít vào duỗi cánh tay, nâng người lên cao, hơi ngả nhẹ lưng ra sau, thở ra tay chắp lại trước ngực. Hít vào tay vươn lên cao, mở lồng ngực ngả lưng, đẩy cái mông ra sau chị Hân ơi. Đúng rồi, thở ra gập người về trước, tay chạm sàn. Tiếp tục chân trái của mình đá lên trên cao, đá lên và rồi hạ chân ra phía sau, hạ gối, nâng lồng ngực. Rồi hai tay tiếp tục, hai tay vươn lên trên cao, chắp bàn tay lại, nhón gót chân phía trước của mình nếu được. Được thì mình nhón cao nó vuông góc, chưa được thì mình nhón nhẹ thôi ha. Và hạ tay chạm sàn. Chân phải bước sau, chống đẩy một chân. Rời cái chân bên trái của mình lên. Rồi hạ chân trái, hạ gối, hạ ngực, hạ cằm. Hít vào duỗi chân, hạ bụng, nâng lồng ngực. Thở chống mũi chân, đẩy hông lên cao, chữ V ngược. V ngược một tay, rời tay bên bên phải của mình duỗi ra phía sau. Đúng rồi, duỗi hướng về phía mông. Tập sự thăng bằng ở một tay và hai chân. Bàn tay hạ xuống. Bước chân trái về giữa hai tay, hạ gối, nâng ngực. Tiếp tục rời tay chắp lại, tay vươn lên trên cao, nhón cái gót chân của mình nếu được. Và tay hạ chạm sàn, hạ gót chân, rút chân phải lên cạnh chân trái. Hít vào, rời tay, vươn người lên trên cao, ngả nhẹ lưng ra sau và thở ra thả lỏng tay vòng cuối cùng. Hít vào, điều chỉnh lại hơi thở của mình ha. Thở, tay chắp trước ngực. Hít vào, tay vươn lên trên cao, mở lồng ngực, ngả lưng, đẩy mông về phía trước mọi người ơi. Thở ra gập người về trước, đứng gập thân. Tiếp tục chân phải bước sau, hạ gối, nâng lồng ngực. Đúng rồi, hạ gối nâng ngực. Rồi bây giờ hai tay vòng ra sau, đan lại thành một nắm đấm. Đúng rồi,
Mình hít vào một hơi, thở ra, mình lưng 45 độ, gập người về phía trước. Đúng rồi, có thể cái lưng mình nó sẽ chạm vào cái đùi ha. Và hít vào, nâng người lên. Thở ra, tiếp tục lưng 45 độ, kéo cái nắm đấm tay của mình đi lên. Và nếu được thì tách nhẹ gối chân bên trái và hạ cái đầu của mình chạm sàn nếu được. Rồi hít vào, nâng người đi lên, hạ tay chạm sàn, rút trái ra sau, chống đẩy. Bây giờ chống đẩy, hai chân của mình xoay sang bên phải, hai gót chân của mình xoay sang bên phải. Và mình rời cái tay bên phải của mình đặt lên trên cái hông. Rồi tay phải chống lên trên hông. Đúng rồi, hai bàn chân vẫn đặt dưới sàn nha các bạn. Bình thường mình không cần phải tấm ván nghiêng, nếu bạn nào tấm ván nghiêng được thì càng tốt. Và hạ tay xuống dưới sàn, về lại tấm ván. Hạ gối, ngực, trán chạm sàn. Hít vào, rắn hổ mang. Hở, chống mũi chân, đẩy hông lên, chữ V ngược. Bây giờ chữ V đá chân phải lên cao, chân phải đá lên. Co gót về mông, co gót về mông, mở cái hông bên phải và giữ lại. Mở hông bên phải, nhìn xuống phía dưới tay trái thấy được cái mũi chân phải. Ngọc ơi, Ngọc Ngọc co co cái gót về mông á. Ngọc ơi, nhìn lên người làm mẫu nha. Rồi, úp cái mông lại, hạ chân. Đúng rồi, hạ chân và rút cái chân phải về giữa hai tay luôn. Về giữa hai tay, hạ gối, nâng lồng ngực. Đúng rồi. Và thở ra, chân trái bước lên cạnh phải, đứng gập. Tay ngang đầu, hít duỗi cột sống, vươn người lên cao, mình đi luôn nha. Thở ra, mình gập người về trước, đứng gập thân. Hít chân trái bước sau, hạ gối, nâng lồng ngực. Mình rời tay vòng ra sau, đan lại với nhau. Hít vào, thở, lưng 45 độ. Đúng rồi, các bạn đang làm rất là tốt đó. Hít vào, nâng lưng lên. Thở ra, lưng 45 độ. Và hạ tay chạm sàn. Tháo tay hạ chạm sàn. Chân phải bước sau, chống đẩy. Xoay hết hai gót chân sang bên trái. Hai gót chân vẫn ở dưới sàn nha. Rời cái tay phải chống lên trên hông, mở cái hông của mình tấm ván nghiêng nếu được. Và úp hông lại, hạ bàn tay chạm sàn, hạ gối, hạ ngực, hạ trán. Hít vào, rắn hổ mang. Thở ra, chống mũi chân, đẩy hông lên trên cao, chữ về ngược. Đúng rồi, rất tốt ha. Chân trái của mình đá lên cao. Co gót chân về mông, mở cái hông bên trái của mình, nhìn dưới vai phải thấy mũi chân bên trái. Đúng rồi, tốt. Và hạ úp hông lại, bước cái chân trái về giữa hai tay, hạ gối, nâng ngực. Thở ra, chân phải lên cạnh trái. Tay ngang đầu, hít duỗi lên trên cao, mở cái lồng ngực của mình, hơi ngả nhẹ lưng. Và thở ra, tay thả lỏng, tách trọng chân, tách trọng tay, nhắm mắt lại, hít thở sâu ở đây. Rồi mình điều khiển chỉnh lại cái nhịp tim và hơi thở của mình, chắc chắn là mình sẽ có những cái cảm giác mệt, khó thở, nóng. Cho nên mình và nhịp tim của mình nó cũng sẽ đập nhanh ha. Điều khiển lại cái hơi thở và nhịp tim của mình bằng việc hít sâu và thở chậm.
Và nhón gót chân tay đưa về phía trước, chậm rãi hạ người xuống dưới sàn. Ba, về. Về tư thế nằm Savasana. Và mình về Savasana luôn thua rồi. Chân tách rộng, tay tách rộng. Lắng nghe hơi thở và nhịp tim của mình. Khi mà cơ thể của mình đang nóng lên thì rất khó để mà mình tập trung và quay vào bên trong. Nhưng việc luyện tập của mình ở đây là quan sát những cái diễn biến xảy ra trên cơ thể của mình, quan sát những điều hiện lên trong tâm trí của mình. Và quan sát cái cách mình đối diện với những điều diễn ra đó. Thêm một vài hơi thở nữa để chúng ta cân bằng lại cơ thể. Hai chân của mình khép lại, hai tay vươn qua khỏi đầu, hít vào kéo duỗi cánh tay, duỗi mũi chân, duỗi cơ thể của mình, duỗi và thở ra thả lỏng. Tay của mình có thể xuôi dọc theo thân, bàn tay úp lại hoặc đan với nhau đưa ra sau gáy. Chúng ta thực hiện bài tập nâng hai chân. Hai chân khép sát lại, mũi chân hướng về đầu. Và mục tiêu của mình là lúc nào mũi chân cũng hướng về đầu ha, để mình giãn cái cơ phía sau chân. Và thứ hai là ấn cái thắt lưng xuống dưới sàn, làm mạnh các cơ phía sau lưng và mạnh cơ bụng. Hít, nâng hai chân của mình lên. Điều chỉnh lại cái mông, cái chân của mình, cái cách đặt bàn tay. Và bắt đầu thở ra, chân cách sàn 45 độ hoặc ở vị trí bụng rung lên nhiều nhất. Hít vào, nâng lên hai. Thở ra, hạ chậm. Rất tốt, chậm thôi các bạn. Hít vào, lên ba. Thở ra, hạ chậm. Tốt lắm. Hít vào, lên bốn. Thở ra, hạ chậm. Hít lên năm. Thở ra. Hít lên sáu. Thở ra. Hít lên bảy. Cố lên, ba lần nữa. Thở ra. Hít lên tám và thở ra. Lên chín, thở ra. Và bây giờ hít vào, nâng lên vuông góc, thở nâng đầu nâng ngực lên, tay hướng về chân, cao cái phần vai cái đầu của mình, săn cơ bụng lại, cao vai của mình lên và nhớ thả lỏng hai cái vai các bạn ơi. Chị Bình thả cái vai ra nào, săn cơ bụng lại mọi người ơi, Gina cũng vậy.
Thôi hạ đầu, hạ trán, hạ sorry hạ đầu, hạ vai, co gối lại, hai tay ôm lấy gối của mình, kéo cái gối về sát bụng, ấn cái thắt lưng xuống dưới sàn. Cái việc mình ôm gối vào bụng là để mình đè cái thắt lưng của mình cho nó thẳng ha, đè thắt lưng chạm sàn. Và mình nhớ các bạn ơi, khi mà mình nâng đầu nâng ngực á, cái vai của mình phải thả lỏng. Nếu mà mình thấy vai mình bị gồng thì lập tức hạ nó xuống liền ha. Mình nâng lên là để mình tập cho cơ bụng, còn mình nâng lên mà mình bị gồng cái vai thì mình lập tức mình hạ xuống ha. Và tiếp tục chân mình duỗi lên 90 độ, đẩy gót chân của mình ra hướng mũi chân về đầu, hai tay của mình duỗi qua khỏi đầu, hai tay duỗi qua khỏi đầu. Rồi thực hiện bài tập hít vào, nâng đầu nâng ngực, tay hướng về chân, thở ra hạ đầu hạ tay qua đầu. Lần hai hít nâng lên, thở ra hạ xuống tay qua đầu. Bây giờ giữ tay qua đầu như vậy, co cái gối của mình lại cho bắp chân song song với mặt sàn ha, bắp chân của mình song song. Đúng rồi, chị Duyên bắp chân song song rồi, tốt ha. Và bây giờ hít vào, nâng đầu nâng ngực lên, tay hướng về chân và duỗi chân ra. Lên một cái là mình duỗi cái chân ra, duỗi cái chân thẳng. Và thở ra thì hạ lưng xuống, chân qua đầu, co gối lại, chân song song ạ, cái bắp chân song song. Lần hai hít vào, nâng người lên, duỗi chân thẳng. Được thì chân 45, chưa được thì chân 90. Thở ra co gối hạ tay qua đầu, mình sẽ thấy bụng dưới của mình rung lên nha. Lần 3 hít vào nâng lên duỗi chân 45 hoặc 90, thả vai ra chị Thanh Bình ơi. Và thở ra hạ xuống tay qua đầu. Lần 4 hít vào nâng lên duỗi chân của mình. Đúng rồi, Hân ơi, thả vai, thả vai. Và thở ra hạ lưng tay qua đầu. Lần cuối ha, các bạn nhớ giữ lâu một chút, mình tập cho cái cơ bụng của mình săn cơ bụng. Và hít vào nâng lên duỗi chân của mình, được thì 45 độ, bụng rung lên nhiều nhất, mũi chân hướng về đầu. 5, thôi lên nào, 4, 3, tốt lắm, 2, 1. Và thở hạ đầu hạ vai, co gối, tay ôm gối, kéo gối về bụng, kéo gối về bụng, sát vào bụng. Hai tay dang ngang, lòng bàn tay úp, hít vào, thở hạ gối sang phải, mắt sang trái. Khi mình hạ gối thì mình phải thả lỏng cái phần ở phía dưới của mình nha. Hít vào, nâng về giữa, thở ra sang trái. Hít vào, về giữa, thở ra sang phải. Hít vào, về giữa, thở sang bên trái. Rồi mình duỗi cái thẳng cái chân của mình ra luôn, sang trái như vậy, rồi mình duỗi thẳng cái chân của mình ra. Đúng rồi, hít vào nâng lên, co gối lại lên, thở sang phải và duỗi thẳng chân. Mình co mình nghiêng rồi mình mới duỗi thẳng ha. Rồi co gối, hít vào, thở ra sang trái, duỗi thẳng chân. Bây giờ giữ cái chân thẳng như vậy, hít vào nâng thẳng chân lên, thở ra hạ sang bên phải. Nếu được thì mình giữ chân cách sàn 45 độ, nếu cảm thấy đau quá thì mình hạ xuống chạm sàn luôn. Hít vào nâng thẳng chân lên và lần cuối thở hạ sang bên trái. Được thì mình cách sàn 45 độ, tăng cái lực bụng của mình. Còn nếu cảm thấy đau thì hạ chân chạm sàn. Rồi hít về lại trung tâm, co gối, hai tay ôm lấy gối của mình, lăn phải lăn trái, lăn nhẹ ha, massage giãn cơ lưng của mình sau cái bài tập vặn xoắn. Mình lăn nhưng mình cảm nhận hai cái dãy cơ với sau lưng của mình đó, nó được chạm sàn mỗi khi mà mình lăn phải lăn trái. Và mình về giữa ha, mình về giữa. Bài tập bụng cuối cùng, mình hạ cái bàn chân của mình chạm sàn,
Hạ bàn chân chạm sàn. Bàn chân á, à, chị nữ ơi, bàn chân, đúng rồi, giống như mình lên cây cầu á. Và ở đây hai tay mình xuôi dọc theo thân, lòng bàn tay úp. Bài tập tiếp theo là trong tư thế cây cầu, nhưng chúng ta sẽ nâng một chân lên. Ha, trong tư thế cây cầu, hai tay mình đỡ lưng và mình nâng một chân lên, hoặc là mình không đỡ tay và mình nâng một chân lên. Bây giờ hít vào, nâng mông, nâng bụng, nâng ngực của mình lên. Đúng rồi. Và ở đây bạn nào được thì mình nhấc chân phải lên. Còn nếu cảm thấy nặng quá thì lấy tay đỡ lấy hông của mình và nâng chân phải lên. Đúng rồi. Thở, hạ chân phải xuống. Lần hai hít chân trái lên, chân trái đổi bên nha. Mỏi thì mình lấy tay đỡ lên lưng thôi các bạn. Thở, hạ chân trái xuống. Vòng cuối hít chân phải lên. Và khi chân phải lên, bạn nào tốt nữa thì nhón cái gót chân trái của mình lên. Đúng rồi, cao cái hông của mình lên nữa. Ba, rất tốt lắm mình ơi. Hai, một, thở hạ gót hạ chân phải. Đổi bên lần cuối, chân trái nâng lên, mỏi rồi. Nhón cái gót chân phải lên, cố lên, mỏi đùi. Ba, hai, một, và thở hạ chân xuống, hạ mông xuống, co gối lại, tay ôm gối, bật người lên xuống, bật người lên xuống, nhẹ nhàng bật lên xuống, nhẹ nhàng. Và mình về Savasana, tách rộng chân, tách rộng tay, thả lỏng cơ thể một chút. Và đứng trên vai, bắt đầu chân khép lại, tay vươn qua khỏi đầu, hít duỗi cột sống của mình lại, duỗi căng cái cột sống của mình một lần nữa, và thở ra thả lỏng tay. Đứng trên vai, bắt đầu chân khép lại, tay xuôi theo thân, và hít vào, bật chân qua đầu, tay đỡ lấy lưng của mình, co gối chạm trán, điều chỉnh hai cái khuỷu tay của mình khép sát vào trong, điều chỉnh luôn hai cái vai của mình ha. Và ổn định thì duỗi hai chân của mình lên. Rồi các bạn để ý, thường thì mình đứng trên vai mình sẽ có xu hướng là duỗi cái mũi chân căng. Nhưng mà mình lưu ý cái tư thế đứng trên vai, cái mặt trước của mình nó sẽ được thả lỏng, cho nên mình không cần phải duỗi cái mũi chân mà hơi hướng mũi chân về đầu. Và phần nào của mình được căng lại là mặt sau của mình. Mặt sau là từ gót chân, bắp đùi sau, mông, cơ lưng. Đó là những phần mình săn lại, hơi săn để mình giữ tư thế. Và mũi chân của mình thả lỏng, gối mình thả lỏng, bụng, ngực, vai, mặt của mình thả lỏng. Mình cố gắng mình giữ đúng cái định tuyến trong cái tư thế ha. Thì mình sẽ kích hoạt được những cái cơ mình cần kích hoạt trong tư thế, và mình thả lỏng được những cơ cần thả lỏng trong tư thế. Thì như vậy mình sẽ nhận được cái lợi ích tốt nhất cho mình. 10 giây cuối cùng. Và bây giờ mình thực hiện một cái biến thể ở đây để thực hiện sự thăng bằng. Bây giờ chúng ta thử rời một tay của mình ạ. Rời một tay, đang đứng trên vai như vậy, các bạn rời một tay và duỗi cái tay của mình xuôi theo chân,
hướng cái mũi tay về phía mũi chân. Nếu được nha các bạn, nếu được. Đúng rồi, cảm nhận cái sự thăng bằng của mình nào. Và đổi bên, hạ cái tay đó xuống, đổi cái tay còn lại của mình duỗi lên. Rất tốt lắm, mình đang làm rất tốt. Và một thử thách nữa nha, bạn nào tốt thì mình duỗi hết hai tay của mình lên chân luôn, cây nến. Và nếu chưa được thì mình hạ tay xuống nha, chứ không là nó bị ngã. 3, 2, 1 và hai tay của mình đặt ra sau lưng, hạ cái chân qua đầu, cây cày. Đúng rồi, hạ chân qua đầu, cây cày. Tốt lắm. Ngọc ơi, hai chân qua đầu luôn em. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, chậm rãi thôi, chậm rãi thôi. Và chúng ta có một cái bài tập trong thăng bằng trong cái tư thế này. Đó là bây giờ hai chân của mình đang qua đầu như vậy. Mình sẽ đi hai chân sang bên phải, đi hết hai chân của mình luôn á, đi hết hai chân sang bên phải. Mình đưa hết mình thay đổi cái trọng lực ở hai bên vai ha. Giữ thăng bằng là gì? Giữ thăng bằng là khi cái sự trọng lực của mình nó bị mất cân bằng thì mình sẽ dùng cái cơ nào để mình giữ lại trong sự mất cân bằng đó. Rồi đi hai chân của mình sang bên còn lại, hai chân của mình luôn, hai chân của mình luôn. Rồi mình xem thử cái giữ sự giữ thăng bằng của mình như thế nào ha. Và mình đi hai chân về giữa. Đúng rồi. Mình rời hai tay xuống dưới sàn, mình dùng cơ bụng của mình chậm rãi hạ mông của mình xuống. Chậm rãi thoát thế, cuộn từng đốt sóng, dùng cái lực cơ bụng của mình hạ xuống. Đúng rồi. Hạ xuống. Và mình co gối lên, bàn chân chạm sàn, cây cầu chuẩn bị. Hít vào, nâng mông, nâng bụng, nâng ngực của mình lên. Tốt lắm. Cao cái phần cơ bụng của mình lên nữa. Và thở ra hạ xuống. Và lần hai, bạn nào tốt thì bánh xe. Và chưa lên được bánh xe thì mình cây cầu lần thứ hai. Bánh xe tay của mình đưa lên trên vai, mũi tay hướng về vai. Hít vào, mình ấn cái bàn tay nâng người lên, đặt cái đỉnh đầu của mình chạm sàn một lần. Và mình hít vào một hơi nữa, mình mới dùng cái lực bàn tay mình đẩy toàn bộ thân người đi lên trên. Và bánh xe thăng bằng, nhón cái gót chân của mình lên luôn nếu được. Đúng rồi, tốt lắm cả nhà. 3, 2, 1 và thoát thế, thở ra, hạ xuống, chậm rãi, hạ xuống. Co cái gối về bụng, tay ôm gối và cuộn tròn cái lưng, nâng cái lưng của mình lên. Dùng cái gối của mình đẩy đẩy ra xa, kéo cái gối của mình. Sorry, kéo cái lưng. Và thở ra thả lỏng xuống. Hai chân tách rộng, hai tay tách rộng. Thư giãn và thả lỏng. Hai chân khép lại, hai tay vươn qua khỏi đầu, hít vào, duỗi cơ thể của mình, duỗi và thở thả lỏng, tay đặt lên đùi, hít vào, nâng người và ngồi lên. Chuỗi bài tập thăng bằng trên mông. Và mình co hai cái gối của mình lại, co hai gối của mình lại. Mọi ngồi ngồi về giữa thảm đi các bạn, ngồi về giữa thảm thôi. Rồi mình điều chỉnh cơ thể.
Rồi bây giờ hai cái tay của mình nắm lấy hai mép ngoài của bàn chân, mép ngoài của bàn chân, mép ngoài. Đưa chân vào sát một chút nữa đi chị nữ, kéo cái gót chân vào sát, kéo gót chân vào sát, sát đùi nữa nữa, con nữa. Thôi đúng rồi. Rồi hai tay nắm lấy mép ngoài của chân, nhấc từng chân lên, nhấc lên, cho bắp chân song song với sàn, song song với sàn hoặc song song với sàn. Rồi mình điều chỉnh ở đây ha. Chị Tiên ơi, co gối thêm một chút nữa chị ơi, giống như là mình ngồi mà hai cái gót chân nó sát vô á, nó mình xem người làm mẫu ha. Rồi cái điều kiện ở đây là gì? Vai mình mở ra, lưng mình thẳng, hai khuỷu tay thả lỏng ha, và một cái nữa là cái bụng của mình nó sẽ rút vào, bụng mình rút vào để làm gì? Để mình giữ chắc, tại bởi vì là cái lực trọng, cái trục tâm, trọng tâm của mình nó đi vào giữa cái xương ngồi, đi từ bụng nó đi xuống xương ngồi, cho nên mình phải giữ chắc cái bụng thì cái trục trọng tâm của mình nó mới vững được. Tốt lắm chị Bình ơi, nâng cái chân lên một xíu nữa đó đó. Ừ, đúng rồi đó, đó đúng rồi, nhớ thả lỏng cái vai ra nha các bạn, thả lỏng cái vai, mình giữ thêm một chút. Bây giờ thì hai chân của mình duỗi thẳng ra, duỗi thẳng ra, nếu được, nếu được, nếu được nha, còn chưa được thì vẫn co như vậy. Rồi mình xem thử mình sử dụng cái phần cơ nào mình giữ thăng bằng, tìm cái hơi thở cho mình nào, tìm hơi thở cho mình. Không sao nha, mình rớt thì mình làm lại. Rồi bây giờ dùng tay phải của mình nắm lấy hai chân luôn, tay phải nắm hai chân, xoay người sang bên trái, xoay sang bên trái, đúng rồi, tay trái vòng duỗi ra phía sau, mặt nhìn ra sau, đúng rồi, rất tốt, tốt lắm chị Bình ơi, thả lỏng vai thêm một chút nữa, ba, tốt lắm chị Minh ơi, hai, một, về lại phía trước, đổi bên, co gối lại một chút nào, đổi bên, nắm cái chân của mình duỗi ra, xoay sang bên phải, hai, sorry, tay phải của mình duỗi ra phía sau, mắt nhìn ra sau, có lên nào, thăng bằng trên mông của mình, ba, hai, một, về phía trước, co cái gối, hai tay ôm lấy gối, cái mũi chân của mình chạm sàn, duỗi cái mũi chân chạm sàn đi chị nữ, duỗi mũi chân chạm sàn, tay ôm cái gối, tay ôm cái gối, đúng rồi, mũi chân chạm sàn, duỗi thẳng cái lưng lên, duỗi thẳng cái lưng lên, đó đúng rồi. Rồi giữ một chút nha, giữ một chút. Rồi mình tiếp tục tới cái vòng thứ hai. Bây giờ tiếp tục hai cái tay của mình sẽ nắm lấy hai cái mép ngoài của chân hoặc là hai ngón ngón chân cái, mình nâng nó lên giống như lúc nãy ha, nâng nó lên. Và bây giờ mình tách chân sang hai bên, tách chân sang hai bên theo khả năng cơ thể cho phép. Chân có thể thẳng hoặc co cũng được. Miễn là gì? Mình đang tập sự thăng bằng là mình xem thử là cái cơ thể của mình nó cân bằng giữa việc sử dụng cơ nào và thả lỏng cơ nào thôi. Bây giờ lưng của mình cố gắng duỗi thẳng, vai thả lỏng, đầu cổ hướng về phía trước. Mình giữ thêm 10 hơi thở nữa, tìm hơi thở cho mình trong lúc giữ cân bằng. Và hai lòng bàn chân mình chạm vào nhau, co gối, lòng bàn chân chạm nhau, tay ôm nắm kéo về cấp về bụng của mình, nắm kéo về bụng, đó đúng rồi, mình tiếp tục giữ thăng bằng. Lần này đúng rồi, đúng rồi, cố gắng giữ thẳng cái lưng lên chị Gina, đúng rồi, tốt rồi chị. Hai cái sườn tay của mình tách ra một chút chị Bình ơi. Đúng rồi, duyên tốt lắm. Đúng rồi, tiên đẹp nè, thân tốt nè. Ngọc lại thẳng cái lưng lên một chút nữa, Ngọc thẳng lưng lên một chút. Đó, 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 đúng rồi, đúng rồi. Diệu Anh tốt lắm. Rồi, chậm rãi mình tháo tay, duỗi hai chân ra phía trước, hạ cái chân xuống dưới sàn. Duỗi hai chân ra phía trước, lắc đều chân.
và mình co hai chân bắt chéo lại và mình về tư thế con mèo. Mình thực hiện chuỗi thăng bằng trên gối và tay. Thì nãy giờ mình đã có thăng bằng trên mũi chân, thăng bằng trên chân, thăng bằng trên mông, thăng bằng trên vai, và bây giờ là thăng bằng trên gối và bàn tay ha. Bây giờ chân phải của mình đưa ra sau, đạp gót chân vào tường, nâng lên, nâng lên, rồi giữ ở đây. Chị Bình ơi, hạ cái chân xuống một xíu, chị không cần cao đâu. Đó, quan trọng là mình sử dụng gì ở đây? Ấn cái bàn tay phía trước, đẩy cái vai của mình cao lên. Đó là cách để mình bảo vệ cái cổ tay của mình. Thứ hai, chân ở phía sau của mình săn cái cơ đùi lại. Và thứ ba, lưng ở phía sau của mình cũng phải săn cái cơ lưng để bảo vệ cái thắt lưng. Bây giờ khi chân phải đã tốt thì rời tay trái của mình duỗi ra phía trước, thăng bằng trên bàn tay và gối. Bây giờ co cái gót chân về mông, co gót chân phải về mông, tay vòng ra sau, nắm cổ chân, hít vào, kéo cái chân của mình lên, uốn cong cái lưng phía sau của mình, cánh cung trong tư thế con mèo. 3, 2, 1, hạ bàn tay của mình xuống. Hạ bàn tay xuống, chân phải mình duỗi sang bên phải, chân phải duỗi sang bên phải, bàn chân chạm sàn. Sao cho cái bàn chân và cái gối của mình nó ngang hàng với nhau. Chị nữ, chị xoay cái mặt, xoay người qua bên camera cho mọi người thấy. Đó, đúng rồi. Đó. Rồi, mình rời hai tay của mình vươn lên trên cao. Chị Bình, chân phải mình duỗi sang bên phải á chị, mình xem người làm mẫu á, duỗi sang phải đó, và mình hạ cái bàn chân của mình. Chị Bình thấy người làm mẫu không? Rồi mình nâng người lên luôn. Chị Bình ơi, chị Bình dò vào người làm mẫu á, mình dò vào người làm mẫu á, chị thấy được không? Hạ hạ cái gối chân bên trái nè. Rồi chân phải mình duỗi thẳng sang bên phải, duỗi nữa sang phải, sao cho cái bàn chân và cái gối nó ngang hàng với nhau á chị. Đó, đúng rồi, mọi người chờ một xíu nha. Đúng rồi đó chị. Rồi mình rời tay mình vươn lên, rồi tốt lắm nha. Rồi hít vào, thở ra, mình nghiêng người sang bên phải, hạ tay phải của mình nghiêng sang bên phải, nghiêng chứ không phải xoay Gina ơi, nghiêng. Rồi hạ cái tay phải xuống. Đúng rồi, mình thấy cái lườn bên trái của mình đã kéo duỗi nha, lườn bên trái kéo duỗi. Và hít vào, nâng về lại trung tâm. Thở ra, mình đổ đổ trọng tâm sang bên trái, hạ cái bàn tay trái xuống dưới sàn, nhấc cái chân phải của mình lên, thăng bằng tiếp tục trên bàn tay và gối của mình, tư thế cánh cổng nha. Đúng rồi, sử dụng cơ đùi nè, sử dụng cơ đùi. Và co gót về mông, tay vòng ra sau, nắm cổ chân của mình, mở cái lồng ngực phía trước. Đúng rồi. Ba, đúng rồi, vòng tay ra sau nắm luôn chị Bình. Hai, một, rồi hạ chân, hạ chân, rồi cái tay vươn lên trên cao giống như lúc nãy nè, rồi tay vươn lên trên cao. Đúng rồi, bàn chân và gối ngang hàng ạ. Bây giờ hít vào, thở ra, mình đẩy mông ra sau, gập về trước, lưng song song với mặt sàn. Lần hai, hít vào, nâng lên. Và thở ra, bây giờ gập sâu xuống, lùi cái mông ra sau, có thể ngồi lên trên cái gót chân hoặc tách cái gót chân của mình ra và gập sâu xuống, duỗi cái cánh tay của mình, duỗi cái cột sống của mình. Đúng rồi, nếu cảm thấy đau á thì mình tách cái gót chân để mà mình hạ luôn cái mông ha. Và chống tay nâng người lên, chống tay nâng người lên. Đúng rồi, tiếp tục hai tay mình vươn lên trên cao, hít vào. Bây giờ thở ra, hạ hai bàn tay xuống dưới sàn,
Hạ hai bàn tay xuống dưới sàn giống con mèo mà chân tách ngang á. Bây giờ luồn cái tay bên trái xuống phía dưới tay phải, luồn tay trái xuống tay phải, hạ luôn cái vai của mình xuống. Tay còn lại vòng ra sau nắm eo của mình, hoặc đùi, hoặc bất kỳ cái bộ phận nào mà mình thấy mình nắm được, vặn xoắn. Và thực hiện thăng bằng trên vai một lần nữa. Bây giờ ha, để ý ha, bây giờ cái tư thế của mình chuẩn bị tập á, là mình sẽ nhấc nhấc cái chân đang duỗi thẳng của mình lên ha, nhấc cái chân phải của mình lên. Vì vậy cho nên bây giờ muốn nhấc thì mình phải làm gì? Mình nhích nhích cái chân vào trong, rồi sau đó mình đưa cái lực của mình về lưng của mình nhiều hơn, lưng và bụng và đùi, xăng ba phần đó lại, rồi tìm cái sự cân bằng của mình, nhấc cái chân phải lên theo khả năng, rồi đạp cái gót chân của mình ra xa theo khả năng nha, cẩn thận nó ngã ra sau. Và được rồi thì mình giữ lại 5 hơi thở, xem mình dùng cái gì mình giữ cân bằng. 3, 2, 1 và thở, hạ bàn chân xuống như sàn, rời tay, chống tay lên, rút chân ra sau. Về em bé, thả lỏng một chút. Về em bé, thả lỏng cơ thể của mình một chút. Và duỗi tay về phía trước, chống tay nâng lên lại con mèo. Và mình đổi bên chân, chân trái của mình duỗi ra sau, đạp gót chân vào tường, giữ sự thăng bằng ở đây. Đúng rồi. Bây giờ rời tay phải của mình duỗi ra, thăng bằng trên một tay và gối. Chậm rãi co gót về mông, tay vòng ra sau, nắm cổ chân. Hít vào, kéo cái chân của mình lên, cánh cung trong tư thế con mèo. Uốn cong cái lưng sau của mình, mở cái phần ngực phía trước của mình. 3, tốt lắm. 2, chị Hân để ý cái cổ tay nha. 1 và hạ bàn tay xuống, duỗi cái chân trái của mình sang bên trái. Lòng bàn chân chạm sàn. Đúng rồi, chị Bình rời hai tay, vươn lên trên cao. Hít vào. Thở, nghiêng người sang bên trái, hạ tay trái xuống chân. Cảm nhận cái luồng bên phải của mình đang kéo duỗi nha. Tốt lắm. Cái tay phía trên của mình duỗi thẳng luôn, các bạn duỗi thẳng, đừng có co cái cổ tay nha, thẳng luôn. Và hít vào, nâng người lên, tay duỗi lên cao. Thở, đổ trọng tâm sang bên phải, hạ bàn tay phải, rồi nhấc chân trái của mình lên, đạp gót vào tường, cánh cổng. Chị Tiên ơi, tay vươn lên nha, tay vươn ra, đúng rồi, hai tay nó trên một đường thẳng. Và co gót về mông, tay vòng sau, nắm lấy cổ chân của mình, kéo nó ra sau, tiếp tục cánh cùng. 3, 2, 1 và rời chân của mình, hạ chân xuống dưới sàn, rời tay vươn lên trên cao. Đúng rồi, hít vào, hở ra, đẩy mông gập về trước, lưng song song. Lần hai, hít vào, nâng lên, hở ra, gập về trước, lưng song song. Và lần cuối cùng, hít nâng lên cao, thở gập sâu người của mình xuống, mông lùi ra sau, có thể chạm vào cái gót chân của mình. Hạ cái bàn tay rồi mình trượt cái bàn tay của mình ra, hạ cái bàn tay rồi trượt cái bàn tay của mình. Rất tốt. Chị Ngọc ơi, mình lùi cái mông ra sau á chị, cái mông nó hướng về gót cái đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi.
Và mình chống tay nâng người lên, chống hai bàn tay nâng lên, chống chống. Đúng rồi, đừng có rời tay nha. Rồi mình luồn cái tay phải của mình xuống dưới tay trái. Vòng cái tay trái ra sau, nắm lấy eo, lấy đùi hoặc cái phần nào mình thấy mình có thể nắm được. Đúng đúng rồi chị Anh ơi, mình hạ cái vai chạm sàn luôn. Đó, đúng rồi. Cái tay ở phía trên đó chị, tay ở phía trên mình mới vòng ra sau. Đúng rồi chị Thủy Trịnh ơi, đúng rồi đó chị Thủy Trịnh. À, chị Thủy Trịnh đẩy cái vai lên một chút cho cái mông á, cái mông nó với cái gối nó vuông góc với nhau. Cho nó đi lên một xíu à, mình nhích cái khuỷu tay phải lên một xíu nữa, nhích cái khuỷu tay phải lên lên. Đó. Dạ rồi, mình hạ cái vai xuống, mình hạ cái vai xuống. Và chuẩn bị thăng bằng trên vai. Mình hơi nhích cái chân của mình vào trong ha, tăng tìm cái vị trí mà cơ thể mình cân bằng nhiều nhất, rồi mới nhấc cái chân trái của mình lên đạp gót chân vào tường. Rất tốt ha. Mình thực hiện được cái tư thế này có nghĩa là cơ lưng và cơ bụng của mình và cơ đùi của mình đang rất là ổn. 5 hơi thở để chúng ta giữ 5. Tốt lắm lắm mình ơi. Không sao ha, mình ngã thì mình làm lại. Cái tư thế này nó rất dễ ngã ra sau lắm. 3 2 và 1, hạ cái chân của mình xuống. Tháo tay, chống tay. Chống tay. Rồi rút cái chân ra sau, rút cái chân ra sau. Và lùi mông ra sau, em bé thư giãn. Và khi em bé mình thư giãn xong rồi, mình thấy cơ thể mình ổn thì mình về luôn tư thế Savasana, mình nằm thư giãn ha. Và đó, mình có thể về luôn cái tư thế Savasana để nằm thư giãn. Hai chân tách rộng, hai tay tách rộng, thả lỏng cơ thể của mình. Và bài tập căn dạng cuối giờ, chân phải nhấc lên 5 cm, duỗi mũi chân, duỗi gót rớt. Chân trái nâng lên, duỗi mũi, duỗi gót rớt. Ấn gót chân nâng hông lên cao. Rồi hít vào, thở ra, dán chặt cái thắt lưng của mình xuống sàn, chặt 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 chặt, thả lỏng. Hai tay nhấc lên 5 cm, nắm thành nắm đấm, rụt về vai, rụt 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 rụt, trì vai, xòe rộng bàn tay rớt. Và ấn khuỷu tay nâng ngực lên cao rớt. Nghiêng đầu sang phải đẩy cầm ra xa, nghiêng đầu sang trái đẩy cầm ra xa. Về lại trung tâm, tập cho cơ mặt hít vào, lấy mũi làm trung tâm, co cơ mặt của mình và thở giãn hết cơ mặt của mình. Một lần nữa hít co cơ mặt lại, thở giãn hết cơ mặt và hơi đưa cầm hơi hướng về phía ngực. Chúng ta thư giãn cuối giờ. Điều chỉnh lại cơ thể một lần cuối cùng. Cái khoảng cách tay chân, cái khoảng cách của cái cầm, rồi mình tìm cái hơi thở thoải mái của mình, tìm cái trạng thái cơ thể của mình mà ở đó mình có thể giữ bất động và cân bằng. Bởi vì khi cơ thể của mình bất động thì tâm trí của mình mới có cơ hội để yên ắng. Và khi tâm trí nó yên ắng thì mình mới có cơ hội nhìn thấy chính mình, chăm sóc cho mình. Hãy hít thở thật đều đặn, nhẹ nhàng. Hãy thả lỏng từ chân cho tới đỉnh đầu.
Chậm rãi đánh thức cơ thể của mình, rung lắc nhẹ tay chân và nghiêng thật nhẹ đầu của mình sang phải sang trái, đầu về trung tâm, chân khép lại, hai tay vươn qua khỏi đầu, hít vào kéo duỗi cơ thể của mình duỗi và thở ra thả lỏng. Mình nghiêng người sang bên phải, mình dùng tay làm gối và mình dừng lại trong một vài giây phút trong trạng thái nằm nghiêng. Và thật chậm rãi mình chống tay, mình nâng người ngồi lên. Và khi ngồi lên mình tìm cho mình cái tư thế ngồi vững chãi, thoải mái, cân bằng. Đó là ba cái từ trạng thái mà mình luôn nhớ ha, vững chãi, cân bằng và thoải mái. Và trong trạng thái này mình kết nối sâu với sự bình an bên trong, mình chia sẻ với nhau ba lần âm thanh ôm, ôm bình an và cầu chúc nhau. Hít vào. Hai tay mình chắp lại trước ngực, mình cùng cúi đầu chào nhau, ôm Namah Shivaya. Hai, cảm ơn cả lớp ha. Cả lớp hôm nay lập rất là tốt.